Nào, xem các bạn ăn thế nào, ba bạn ăn nào. Món gì kia? Khoai tây với gì kia? Khoai tây ăn lắm. Bác ơi, bác đừng đưa lên YouTube ạ. Thế à? Ôi, bác đùa ấy, bác đưa lên gì? Đấy. Đây, bác đi chơi thì bác ăn uống nhùng làm. Bác là trẻ, bác làm PR cho cái bạn già già kia, bạn bạn lớp trưởng đây này. Bạn lớp trưởng. Đấy, bạn này này. Mấy giờ đi ấy nhỉ? Đi bơi mấy giờ? 3 giờ. 3 giờ, 3 giờ nó mở. Ừ. Đi sớm đấy. Đến từ đây là chỉ 15 phút thôi. Nó sợ nắng quá. Tớ nghĩ là còn đấy. Nắng còn đấy. Nghĩ là còn đấy. Còn nữa. Không ăn được chưa?